Em là Trí Viễn, năm nay em 29 tuổi. Hiện tại thì công việc của em là phóng viên và bình luận viên thể thao. Wow, bình luận viên thể thao. Còn em? Là Phương Loan, năm nay 24 tuổi. Công việc của em là biên tập viên. Vậy là hai bạn có làm chung với nhau không? Dạ, lúc đầu là hai vợ chồng gặp nhau là từ một cơ quan truyền hình. Khi ngày đó là cũng công ty cũng đang tuyển thì vợ đi ứng tuyển đó, tình cờ mình thấy là người con gái nào mà dễ thương quá vậy, mái tóc dài xõa, đeo băng đô đó, đúng cái gu mà mình thích luôn. Tự nhiên là mình cảm thấy là sao cái người phụ nữ mà mình mong đợi. Còn em thì sao, em có ấn tượng gì? Lúc đó là em vô em chỉ nạp đơn xin việc rồi đi về chứ em cũng không để ý tới ai hết. Riêng em thì là rất là để ý cô này. Em nhìn cái là xét đánh liền, da trắng hồng hào mà cứ hồi nhỏ lớn này giờ mình thích phụ nữ cài băng đô. Thấy cài băng đô chuyện bình thường thôi mà, nhưng mà em thích lắm. Ngay từ cái nhìn đầu tiên là trong đầu là đã thấy yêu rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Em mới chạy qua bên cái chỗ mà chị hành chánh nhân sự, em mới hỏi là chị ơi cái cô đó là ai vậy, thì chị mới nói là cô này hôm nay vô là casting làm MC. Em mới nói chị nhớ nha, chị phải nhận cái cô này cho em, không là em nghỉ chơi chị, tại vì cái chị đó thân lắm. Rồi xong rồi em nhìn qua cái hồ sơ, tuổi cũng hợp, quê hương Quảng Ngãi là quê gốc của ba em nữa. Nó là đúng người quê hương, một ba má nói là con cứ phải lấy vợ miền Trung á thì cái chất chân thật, như là mọi thứ đều là quá hoàn hảo luôn. Hoàn hảo. Là em không còn biết gì nữa, là phải bắt đầu xây dựng thôi. Bây giờ em có thể nào mà chia sẻ cái hành trình mà em chinh phục vợ em cho mọi người nghe đi. Mấy ngày sau vợ em được nhận vô làm, sếp giao cho là dẫn chung một cái chương trình với em, thì mình mới có dịp tiếp xúc kinh nghiệm hơn, thì em mới chỉ bảo này nọ đó, thì cũng lừa cơ hội được, có cơ hội cho anh Yahoo rồi cho anh số điện thoại để anh trao đổi công việc với em. Lúc đó em có biết và em có cảm nhận được không? Thì em cũng nghĩ là anh em trong công việc thôi, thì em cũng cố gắng giao lưu với ảnh để mà anh giúp đỡ trong công việc, chứ em không nghĩ gì hết. Rồi bao lâu thì em có ấn tượng với lại chồng của em? Khoảng tháng. Chà, trong vòng một tháng chắc em phải tổng tấn công dữ lắm nè. Lúc đó là hai đứa đang tập để mà ngày mai dẫn, 6-7 giờ tối rồi. Rồi sau rồi thì mình thấy cô này cũng nghe điện thoại, biết là bạn gọi tới rủ uống cà phê, mà nghe đâu hình như là bạn ngoài quê đó, bạn học thân lắm, thì mình mới giả bộ mình nói là em có thể cho anh đi uống cà phê ké được không? Đó. Em thấy cái mặt anh cũng tội, em cũng đồng ý cho anh đi theo. Lúc đồng ý ai ngờ anh mừng quá, lấy bàn chải ra, anh vô anh đánh răng súc miệng, rồi bắt đầu tụi em đi tới chỗ hẹn. Rồi thì khi nào thì hai người trở nên thân mật và có thể nói chuyện với nhau, có thể tâm sự với nhau? Một lần đi uống cà phê thì ảnh có tâm sự về gia đình. Em thấy được là ở con người ảnh là rất là yêu thương gia đình, nhất là mẹ. Ảnh yêu mẹ mà cứ cái gì cũng nói về mẹ hết. Lúc đó thì em cũng nghĩ là ảnh cũng chân thành, nên là muốn tìm hiểu thử coi ảnh ra sao. Còn em thì sao? Thì biết con này sắp tốt nghiệp rồi, mới nói là cái ngày lễ tốt nghiệp của em á là sẽ tặng cho em một món quà. Em cũng nghe là có quà em cũng mừng. Sang hôm sau đi làm, nguyên một cái ngày hôm đó làm ở công ty, em cũng háo hức coi thử ảnh có tặng em món quà gì không, mà không thấy gì hết. Nghĩ anh này chắc là ảnh mình mình. Mình gì? Là từ địa phương á. Gài á. Là gài. Gài đó. Không có thực hiện. Mình ảnh mình. Có lúc chiều về á, ra ngoài thì thấy trên xe đã có máng một cái bịch quà rất là dễ thương, thì em cũng nghĩ là chắc của ảnh rồi. Chạy xe về nhà thì mở ra thấy hai cái băng đô. Em nghĩ rằng cậu lại thích đeo băng đô, chạy lòng vòng thì khoảng đâu vòng vòng ngoài đường khoảng tiếng mấy, 2 tiếng đồng hồ đó, thì em mới gặp được một cái tiệm thấy băng đô mình cũng mừng rồi. Bây giờ về công ty thì đưa thẳng thì cũng không được, mọi người dòm ngó cái mình đó, thôi bây giờ máng lên trên xe đó. Ở mà người ta lấy mất thì có mà. Lúc đó là em bó tay luôn. Rồi chắc có lẽ là nhờ hai cái băng đô đó mà quyết định quen với anh này đúng không? Trong cái quá trình mà hai người yêu nhau có nhiều cái câu chuyện thú vị đúng không? Nói chung là mọi chuyện cũng êm đẹp lắm, nhưng mà cái là em thì em cũng không có phải là người nhậu nhẹt. Hôm đó là họp mặt công ty này nọ thì chắc chắn là phải tiệc tùng, là phải uống đó, thì em mới nói với anh đi nhậu nhẹt tí thì em ở nhà anh về anh không có qua, thì vợ mới cảm thấy là khó chịu. Em ghét mấy người con trai mà nhậu nhẹt lắm. Em nói là tùy anh muốn làm gì làm. Lát nữa xong thấy anh chạy qua, em phải thông cảm cho anh này nọ, thì đó sếp vô nên anh bắt buộc phải đi, chứ anh không có muốn, anh năn nỉ không được, anh quanh xe anh bỏ đi. Em giải thích hồi là như là cứ lằng nhằng vậy hoài. Anh em nói thôi mệt quá em nghĩ sao em nghĩ đi. Thực ra mình đi nhưng mà lòng mình cũng sợ, thấy giận, mình cũng lo. Sau đó lại gọi cho em nói là em thấy là hai đứa mình không hợp nhau, em thấy là cần phải có thời gian suy nghĩ. Mà em hồi giờ là em rất ghét là nghe cái câu đó. Không được thì thôi, thì sao cần có thời gian suy nghĩ rồi nhìn nhận lại. Em mới nói là thôi bây giờ nếu không thích thì mình chia tay. Trời ơi. Rồi chủ động luôn. Đó. Nhưng mà thật ra cái lòng của mình á là mình rất là yêu. Đâu có dám bỏ đâu. Rồi xong là vừa buồn vừa suy nghĩ nữa. Uống tới tấp luôn. Xong em nhận được cú điện thoại của ảnh, thì nói là em xuống đi anh muốn gặp em. Thì thấy anh này đầu gục trên xe vậy nè. Em với lại em khều khều thì em ngước mặt lên khóc. Nước mắt chảy vậy nè. Xong nói
Anh xin lỗi em đừng bỏ anh. Em nhận được câu đó tự nhiên chân tay em cũng rụng rời luôn. Em thấy tội quá sức luôn. Nói hơi xong câu đó là Thiện luôn không biết một cái gì luôn. Đưa ảnh về không? Dạ có, ảnh ngồi phía sau lưng em á, thì ảnh gục đầu trên lưng em nè, tay ôm vậy nè, mà mọi người đi ngoài đường á ai cũng nhìn em hết. Em ngại gì đâu luôn á, vừa trở về nhà thì anh chạy lên lầu ối đầy nhà. Trời ơi, chị tưởng tượng em thấy rất là kinh khủng luôn á, nhưng mà nghĩ lại cái giọt nước mắt của anh cũng tội nên là thôi lau dọn thì nọ cho anh. Sau khi tụi em lấy nhau rồi em có những cái mà tụi em bị bất ngờ về nhau thêm nữa không? Thì lấy về thì đảm đang nấu ăn nấu uống cho chồng, ăn cơm ở nhà mình có cái là làm chậm lắm. Bữa ăn mà em đói mà em nhờ nhiều khi có nấu cái món mặn với món canh không mà cả 2 tiếng hồ vậy hả? Mỗi lần em nấu ăn em hơi cầu kỳ nên là em muốn làm cái gì đó cho nó hoàn hảo. Ủa nhưng mà rồi em có thấy cái gì bất ngờ ở chồng em sau hôn nhân không? Mê chim lắm. Cái gì? Mê chim chim họa mi, chim chị đúng rồi. Rồi nói chim cảnh rất là mê luôn á chị. Thì ban đầu quen nhau là ảnh cũng có dẫn em đi tới hội chim này nọ chơi thì em thấy cũng vui, nhưng mà sau này về cưới thì không ngờ là ảnh quan tâm chim nhiều lúc nhiều hơn em nữa. Sáng dậy á là xách chim đi chơi mua. Xách chim cảnh đi chơi. Sáng là lo cho chim trước, lo cho vợ sau. Nhiều lúc vợ dặn kêu là chồng đi chơi chim về thì mua đồ ăn sáng cho vợ với. Cũng không mua, nhiều lần em cũng giận. Em làm sao mà để vợ nói là mê chim hơn mê vợ? Chứ chị biết làm sao không? Chim không ăn một ngày là nó chết. Vợ mà không ăn một ngày thì không có chết. Trời ơi. Rồi chị biết không, đi công tác á, rồi cứ gọi điện về nhà là không hỏi vợ như thế nào đâu. Hỏi vợ thay nước cho chim chưa, vợ dọn lòng chim giùm chồng chưa, cho chim ăn cào cào chưa, bỏ cám cho chim chưa. Rồi cái gì cũng chim hết. Chà, mê chim như vậy mà chim mà không ăn á thì là lo đúng không? Vậy có bao giờ mà bạn để mất con chim không? Dạ có một lần là em bị mất con họa mi á, là cái con chim đó là em thích nhất. Thì trong một cái lần cho nó tắm, cái lồng tắm nó còn hở. Khi mình bỏ con chim họa mi của mình vô, mình quay đi quay lại một hồi dọn lồng này nọ, xong quay lại nhìn cái lồng tắm, ủa con chim nó mất tiêu. Em ơi, lúc mà em chứng kiến cái cảnh mà con chim của anh bị mất á, quên, con chim họa mi của anh bị mất á, thì lúc đó làm sao em? Lúc đó em đang ở nhà thì có cái anh bạn kia anh gọi điện lên kêu là hình như tao phát hiện ra con chim của mày ở gần nhà. Thì anh mừng lắm, đực đem lồng bẫy rồi ra để bẫy, rồi lội qua mấy cái vũng xình lầy cây này cái kia đâm thấy thương lắm. Xong lội qua thì không phải con chim của ảnh. Trời ơi, thật sự mà nói là mình ứa nước mắt luôn á. Tại em buồn cả nửa tháng trời em cũng không có đem chim đi đâu luôn, để ở nhà cho ăn thôi. Vậy là qua cái vậy là chị cảm nhận là bây giờ là 50 chim 50 đó. Hai vợ chồng lấy nhau được bao lâu rồi ta? Hai vợ chồng em lấy nhau là được hơn 1 năm rồi. Rồi á, bây giờ có muốn cái sự thay đổi gì ở nhau không? Chỉ muốn là đừng có chậm chạp lề mề nữa, nhanh nhẹn lên một chút. Thế còn em có điều gì muốn chồng mình thay đổi không? Em chỉ mong chồng á là bớt nóng tính thôi. Mỗi lần chồng em nóng tính là la toáng lên, hàng xóm ai cũng nghe hết á. Có lần đó là đi về quê, hai vợ chồng đi máy bay thì em mình cứ nói là chuẩn bị hết chưa, ok rồi em đầy đủ rồi. Đi đến giữa đường có hỏi có đem chứng minh không, ý chết rồi chồng ơi, vợ không có, chị quên chứng minh. Nói trời giờ nghĩ sao vậy, đi máy bay mà không đem chứng minh thì làm sao mà đi. Đúng rồi, bắt buộc là em phải đua tốc độ về. Lúc đó là em rất là bực mà em kìm dữ lắm để mà đi cho nó yên ổn. Đi dọc đường gặp công an thổi nữa. Ra tới sân bay là còn 15 phút là đến giờ bay đó, thì em vô để mà làm thủ tục, hỏi là ủa vậy còn một người nữa đâu, vợ anh đâu. Nó quay đi quay lại không thấy đâu trơn. Điện thoại lúc đó em giữ. Trời đất ơi, cái em mới gọi cho mấy đứa em nói là bây giờ chị Loan đâu rồi. Nó nói là chị Loan đâu ở ngoài này, kêu chị Loan vô liền đi. Chị này thì lại muốn là đứng chờ tụi nó đi vô cho vui nữa. Còn sao nữa, có đi được không? Thì lúc đó là em đang đứng nói chuyện với con em thì em nghe la rất là to. Em lật đật em chạy vô, anh thấy mặt em bắt đầu anh la toáng lên, cái gì là mà lê mê chậm chạp như vậy, đi nhanh lên chứ không là trễ nè. Ừ. Lúc đó em dị kinh khủng luôn á chị. Dị, bao nhiêu dị người là dị, sao? Dị xấu là hổ. Xấu hổ. Rồi cuối cùng có đi được không? Đó. Dạ được. Chị thì chị thấy vậy nè, thực ra cái nóng tính ở đây chị cảm giác nó giống như là cái con giả tràng á, công mình xe cát xong sóng đánh ập một cái là mất hết. Thì ở đây cũng vậy, em bồi đắp cái tình cảm, thể hiện cái lòng yêu thương của mình với vợ. Ví dụ như là mất 1 tháng trời để thể hiện cái con bữa một ở chở chừng 2 phút đồng hồ thôi mà la sùm lên, mất hết đúng không? Đó là cái cảm giác chung của tất cả những người phụ nữ. Chị nghĩ rằng nếu em giảm được cái đó thì rất là tốt. Và bây giờ thì vợ nhanh nhẹn một chút xíu, chồng bớt nóng đi thì tụi em quá là hoàn hảo rồi. Theo chị á, thì sẵn ở đây có tất cả mọi người nè, em tranh thủ em bắt chồng em hứa trước mặt mọi người đi, để giữ cái báu vật đó đó em. Dạ thì
Thì nhưng là chồng cũng hứa với vợ là từ nay thì giảm bớt nóng tính. Không, cái này là hứa với vợ chứ mày hứa với tôi. Khi mà chồng cái gì mà vợ chồng nói mà vợ không thích á thì vợ cũng đừng có làm ngược lại. Dạ vợ biết rồi. Dạ biết rồi. Trời ơi. Dạ, rồi. Rồi rồi mọi người. Rồi sao? Mọi người. Rồi.